cho vào trong xe mới thấy nó cao to phết. Hai thanh niên nhập chơi với nhau. Dina nhập trước, còn Zano nhập sau. Hy vọng là cặp này sẽ ghép tự nhiên được. Zano thì cho tập phối rồi. Dina thì hơi kén đực. Thôi được rồi, hai đứa ra chơi với nhau đi, không phải ra chỗ anh làm gì cả. Hai con hàng nhập đấy. Đó. À, hôm nay cho ngắm con Zano nhá, hôm nay cho ngắm Zano kỹ. Làm quen với nhau đi. Bắt đầu là vũ điệu này là vũ điệu làm quen. Vũ điệu này là có thể là sẽ chịu. Đấy. Con cái nhiều con là nó khó tính lắm. Nó phải có cái đoạn gọi là đoạn nô đùa làm quen. Người ta gọi là vờn nhau. Xích về đằng này cho nó sạch. Từ từ đã Zano ơi, làm quen đã. Không vội được. Làm quen. Gặp đúng đối rồi. Dina thì rất là ưa vận động. Gặp đúng con Zano, gặp đúng đối rồi. Con này nó cũng vận động suốt ngày, nó không biết mệt hay gì. Thôi triển khai đi được rồi đấy. Làm quen với nhau thế là ok rồi. Zano triển khai đi. Khâu này hơi mất thời gian. Chuyển thôi. Để cho nó hít ngửi tí. Ông lại cũng cứ né. Ông không để cho nó hít ngửi tí thì làm sao được. Để cho nó kiểm tra chất lượng tí. Làm quen. Có lẽ là cặp này với phong cách này thì có lẽ là có thể tự cho nó triển khai. Ra làm quen với nhau đi. Triển khai đi thôi. Quá. Đấy, con Zano mà có thích cái chỗ ở mà nó cỏ nó như thế này thì phải giữ gìn cái cỏ. Chứ mà cứ trồng cái cây nào nhỏ cây đấy đi thì làm sao mà có cỏ để mà
cho nó sạch được. Cặp này có vẻ vờn hơi lâu. Con Dina nó kỹ. Nằm xuống thì còn nói năng gì? Đi này. Nằm xuống thì làm ăn gì? Zano thì người còn đang mỏng. Ra đây chứ ai lại nằm thế? Ra đây mà chơi với nhau gì? Nằm thế thì còn nói năng gì? Làm quen với nhau đi, để ông kiểm tra xem nào. Ôi sao cái cổ hòa vẫn còn cứng như này? Thế chả trách không chịu đúng này. Thôi, không để nó cáu. Thế thì làm quen với nhau đi thôi. Chứ hôm nay thì không có phối gì được rồi. Thế thì khả năng như thế này là khả năng lại để cho con Nano nó xử lý rồi. Hôm nay cho con Zano về, nhưng mà con Zano về không đúng ngày. Để con cho con Nano nó ở nhà nó xử lý. Zano thì còn rất là non, chưa có nở người. Rồi Dina ra chơi với nó đi. Dina vừa mới nhảy trào lên, vừa mới về nó nhảy lên nó ôm mình cái này. À, lâu quá rồi không gặp. Ôm cái là cái áo trắng tinh khôi canxi Nano có vết ngay. Nano ở ra nghịch củ gạch ấy hả? Củ gạch cái nghịch làm gì? Con Nano này là con đực mới, con nhập Đức đấy. Con Dina này là con nhập Lithua. Con này là con cái nhập 4 tháng này. Là đúng 4 tháng về này. Zano là con đực nhập 4 tháng nhưng mà đến 8 tháng, 9 tháng mới về, 8 tháng mới về vì dịch. Ok. Thôi em ra chơi với nó đi. Ra kia chơi với nó đi, hai đứa chơi với nhau. Chứ con Nano là ở nhà là có con Nano, nhưng con Nano là đợt này là con Dina với lại con Hana nó lên giống cùng nhau. Nano để cho ưu tiên ghép với lại con Hana. Ra gọi nó ra chơi. Nó đang nghịch cục gạch. Cục gạch thì có gì mà nghịch. Để xem cho nó như thế nào. Quan trọng nhất đấy là lấy giống là con cái là nó phải chịu. Con cái nó phải chịu, nó phải quấn thì mới lấy giống nó mới dễ được. Đấy, hái già, dạ rồi. Zano làm sao ra? Ra để nịch nó đi. Đấy, làm sao phải nịch nó? Không cần anh phải hộ, vẫn phải xử lý được. Dina là lần trước là ghép với con Loki. Là nó đẻ được 9 con hay 10 con gì đấy, nhưng mà rụng hết, không giữ được con nào. Dina đi ra đây anh xem nào. Ra đây. Rồi nằm xuống đi. Nào. Thôi con Zano không làm phiền nó nữa. Zano xin chào mọi người. Hôm nay mới quay Zano một cái video. Rồi toàn thân thanh niên non, đực non mới nhập. Ra đây với anh à? Zano đẹp trai ra đây với anh à? Ui xời, đẹp dài quá nhỉ. Đấy, con chó nó phải yêu thế chứ nó mới được. Dù đang làm gì nhưng mà ới cái là phải ra ngay. Thế nó mới là đạt yêu cầu. Đạt yêu cầu về vấn đề thần kinh. Nó phải chủ động nó ra, nó quấn quýt mình.
lắm. Ừ. Thế thì mới thành gọi là đẻ được. Nào ra đây nào. Sát đây. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống để anh xoa tí. Đúng rồi, ngoan lắm. Ừ, làm thế đi. Quay cái mặt của Zano tí. Cho mọi người ngắm cái sự đẹp dai của Zano. Ok, được không? Đẹp dai đấy, nhìn. Cũng đẹp dai đấy. Ừ. Ok đấy, nhưng mà nó bị ngược sáng mất rồi. Quay về đằng này nó mới đúng chiều. Ừ. Đây là được đi du lịch trong ngày nè. Ok, hai hôm nữa lại về. Vì hôm nay nó cũng chưa được đúng nước lắm.